gây án đạo phim dành cho Giao Lộ Định Mệnh và đạo diễn Victor Vũ. Nhưng với việc bị rút khỏi danh sách dự thi giải Cánh Diều Vàng năm 2010, thì có thể nói giới chuyên môn đã đồng tình với dư luận trong việc khẳng định Giao Lộ Định Mệnh có nhiều điểm giống với một bộ phim nước ngoài. Kính mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện được. Ra mắt đầu tháng 9 năm 2010, bộ phim Giao Lộ Định Mệnh ngay lập tức nhận được nhiều cảm tình từ khán giả với những ấn tượng lạ mà bộ phim mang lại và được ca ngợi là bộ phim đem hơi thở mới, làm thay đổi diện mạo của phim Việt. Nhưng không lâu sau đó, bộ phim đã bị phát hiện có nhiều chi tiết giống với một bộ phim khác của Mỹ là Starter của đạo diễn Wolfgang Petersen, sản xuất năm 1991. Dù bị nghi ngờ là đạo phim, nhưng Giao Lộ Định Mệnh vẫn giữ Cánh Diều Vàng 2010. Và một lần nữa, câu chuyện đạo phim lại được dư luận xới lên. Nhưng không phải từ sức ép của dư luận, mà từ chính kết quả có được khi hội đồng thẩm định giải thưởng Cánh Diều Vàng xem và so sánh Giao Lộ Định Mệnh với Starter. Cuối cùng, định mệnh cho Giao Lộ Định Mệnh là bị loại khỏi danh sách đề cử phim truyện nhựa xuất sắc nhất giải thưởng điện ảnh Cánh Diều Vàng. Qua cái phóng sự mà chúng ta vừa được xem thì hẳn là quý vị cũng đã thấy được phần nào cái vấn đề của điện ảnh Việt Nam mà trong cái thời gian vừa rồi thì dư luận rất là quan tâm, đó chính là cái bộ phim Giao Lộ Định Mệnh. Vậy thì câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn dành cho nhà phê bình lý luận điện ảnh tiến sĩ Vũ Ngọc Thanh là không biết là ông có quan tâm đến cái vấn đề phim Giao Lộ Định Mệnh. Chúng tôi đã tìm cách để xem hai phim này, phim Sắt Tờ của đạo diễn Wolfgang Petersen và phim Giao Lộ Định Mệnh. Thì gần đây nhất thì với việc bộ phim này bị ban tổ chức giải Cánh Diều 2010 loại khỏi cái danh sách dự thi thì có thể thấy đây là một cái quyết định chính đáng. Đứng ở phía góc độ những cái người có chuyên môn về điện ảnh thì không biết là quý vị đã gặp những cái trường hợp nào mà có những cái bộ phim mà nó giống nhau một cách ngạc nhiên về mặt ý tưởng. Vâng ạ, xin mời tiến sĩ Vũ Ngọc Thanh ạ. Tôi thấy rằng có hai vấn đề. Nếu mà khi chúng ta xem xét cái yếu tố này, tức là thứ nhất thì thực ra các nhà làm phim trên thế giới thì có nhiều nhà làm phim, thậm chí cả những nhà làm phim tên tuổi trong những bộ phim của họ, thậm chí họ chôm theo tiếng Việt. Cả thậm chí hàng trăm ý tưởng, ý tưởng cả hàng trăm bộ phim khác. Thế này chuyện không có gì là mới. Thế nhưng mà cái việc mà trùng hợp về ý tưởng đến mức ngạc nhiên thì tôi thấy là chưa có trong lịch sử điện ảnh thế giới. Không biết là chúng ta có nên cho rằng là cái việc mà Giao Lộ Định Mệnh gặp những cái định mệnh như nó đang gặp phải ở đây thì liệu rằng có phải là một tai nạn? Tôi, quan điểm của tôi ở đây không phải là tai nạn. Tôi cho đấy là hệ quả tất yếu của một cách làm việc, của một tư duy làm phim. Nó phản ánh một cái mặt bằng văn hóa của một số nhà làm phim Việt Nam thời hiện đại. Trong đó có nhà làm phim Việt Kiều. Thực ra nếu mà so sánh với cái sắt tờ của đạo diễn Petersen thì chúng ta thấy nó giống nhau tới 80-90%, thậm chí cả những chi tiết rất là nhỏ cũng giống như là chi tiết cái cách đào mộ, đào xác người hay là cái cách mà buôn bán các dự án đất đai, những chi tiết rất nhỏ, chưa nói về những cái có tính chất nghề nghiệp hoặc là việc sử dụng chất liệu, việc giống về phong cách, việc giống về cấu trúc kịch bản, hệ thống nhân vật, rồi đặc biệt là cái phim này có một cái kết rất bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ là cuối cùng thì cái quyết định của ban tổ chức giải thưởng Cánh Diều Vàng cũng là vẫn còn kịp và cũng là một cái rất là phù hợp để tất cả những người làm phim ấy có trách nhiệm hơn đối với cái việc mà tác quyền của tác phẩm của mình.